Hôm nay mình xin giới thiệu với mọi người một tip. Tip này là tip cho xe vaccine. Thuốc này là thuốc chữa, thuốc điều trị bệnh trĩ thường gặp. Đây vừa gọi là kem bôi trĩ. Và kem bôi trĩ trên vaccine 2%. Rồi, con bị chói một tí. Thế là sao mà ấy có một tí. Con làm gì đấy con ơi? Đây là thuốc đấy. Thuốc này với giá là 130.000 đồng. Mình đã sử dụng và thấy sử dụng đỡ khỏi ấy. Đúng rồi. Sử dụng và thấy nó khỏi. Đây là câu này cho xe vaccine, dành cho mọi loại da này. Dùng sử dụng rộng rãi cho người trĩ ngoại này, như chống viêm này, chống phù nề này, có nghĩa là thuốc làm giảm mao mạch thấm, loại bỏ xương trĩ. Nó có thể cải thiện lưu lượng máu, phòng chống sự hình thành của các cục máu đông trong bệnh trĩ. Nó đang phải về lượng chảy máu. Thế mà mình là ấy nhá, chứ không phải là mình kiểu bị từ gì con phá của mẹ đấy à. Một lọ này mình dùng gần hết rồi. Hôm giá trên Shopee là 130, nhưng mà mình mua ở ngoài thuốc là 150.000. Này, bác phá của mẹ đấy ạ. À? Đang đập máy tính kìa. Chỉ được phép bôi bên ngoài nhé, không được bôi ở bên trong nhé. Ào. Cô làm gì đấy? Thấy mà cứ thích thôi. Nhà mẹ mượn à? Cô không nghịch nhá. Nhà mẹ cất đi, mẹ cất đi. Nó cứ áp tết rồi, chị là gì lắm cơ. Thuốc đấy là không được bôi bên trong, chỉ được bôi bên ngoài thôi. Mọi người chú ý nhé. Mình đẻ xong đi chết đi sống lại. Mai mà có người có sản phẩm đấy, mình đã đỡ được bao nhiêu đấy. Mọi người có thể dùng cho tiếp cả. Trời ơi, con ơi, ướt hết rồi. Mình ra tiếp cả. Mình ra tiếp cả thôi.
cảm giác kiểu mình đau khó chịu. Mình thấy gần chết. Khóc ra, khóc ra tiếng luôn. Nhưng mà vừa khóc vừa cổ thân nghĩ sao cuộc đời mình khổ vậy.